Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay anh em đi hái nho rừng. Nho rừng này mọc ở theo cái dây cây bằng lăng. Chín rất là sai. Đổ mũi. Con chim gì kêu hót rất là hay. Chim gì hót hay ha. Gì đây? Được không? Ui chà chà, ui được. Đây được. Ít chà chà. Chim đen hôm nay kìa đây. Giới thiệu đi. Đấy, nho rừng nha mọi người. Tác dụng trong uống bơ vui. Rất là tốt. Hai người khỏe. Một người khỏe, hai người vui. Ui. Đấy, chùm chín. Đấy. Cái này thì uống cho nó vui mồm. Cũng có chất đấy. Ừ. Gọi là sâm ấy. Sâm gì? Ờ. Trên ở trên Google nó đánh giá cũng là sâm ấy. Nghiên cứu ấy. Có mấy chùm mà có mấy chùm to mà nó rùng ra kìa. Bà cứ lên màu nó uống chứ. Cái này phải ngâm đường cho nó lên men nào. Chứ ngâm vô rượu là chua lắm. Nho. Nên là chín đen. Cái con chùm này đang còn hơi vàng. Bỏ rổ xuống rồi chụp đi. Mẹ vào rổ này. Ừ, dập. Dập cho đẹp. Dập. Được. Nguyên tính hết đấy nhỉ, thắt nghiền ra nhỉ. Cái này khoảng năm ngoái rồi anh. Mình xem cái cây bằng lăng này nè. Cây bằng lăng này cái thế. Thế này cơ. Thế ủ đất này có vẻ thiêng quá. Tâm linh một tí. Thế chùm này từ hái quá hả? Hái đưa đi. Hả? Hái mấy quả chín nữa nó mới ngon. Nó mới đẹp màu. Ôi, cắt nhầm cái dây nó rồi. Hả? Nho này hay lắm ấy, nó mọc cái con chùm xong rồi nó mọc thêm một cái dây để quấn cái chùm nho nữa. Nó mọc thêm cái dây này để quấn cái chùm nho chắc lại gì. Ừ.
Đầu kia có mấy chùm to chín hết. Gì đây? Ngâm là ngâm cái thứ đỏ đỏ đấy mới đẹp. Màu không? Những cái chùm hái luôn đi cho rồi. Lỡ cỡ sao ai cắt đâu đúng không? Sang năm lại cứ cây này thôi. Sánh. Đấy, bên kia chín đẹp. Cây này như kiểu cây sao à, cây sao đúng không? Ui, cây này nó còn nhiều lắm này. Đây này, thấy đây không? Thấy quả xanh cái dây này không? Ừ. Hai. Chưa. Qua bên kia. Cây này nó còn nhiều. Quả xanh nhá. Tổ mối này mà ẩm là con nấm ô linh. Nấm đó giờ người ta lấy về bán là đã trừ mấy triệu đấy. Đây cây gì đây? Cắt luôn đi. Ui, ui. Chín phải chín như thế này mới chất lượng. Mọi người ai mua nho thì liên hệ cho mình nhá. Đây sản phẩm
sản phẩm vừa đi hái về đây. Mọi người ai mua có thể liên hệ cho mình.